Vâng, xin chào quý vị. Hôm nay Trinh hỏi cùng với bác sĩ Mai-Phuong có mặt ở đây để nói về vấn đề kiểm tra dân số 2020 mà tháng 3, tháng 4 sắp tới quý vị sẽ nhận được những cái forms đó. Cứ mỗi 10 năm thì nước Mỹ họ làm một lần và đây là một vấn đề khá quan trọng vì nó liên quan đến các dịch vụ y tế, công cộng cũng như trường học. Và vì vậy rất mong quý vị sẽ tiếp tục theo dõi và tham gia vào cuộc kiểm tra dân số lần này. Và năm nay là năm đầu tiên mình có thể lên mạng để điền thống kê dân số 2020 hoặc là trên cell phone, smartphone như là iPhone. Vâng, vì vậy nếu như quý vị không có mặt ở nước Mỹ hoặc là quá bận gì đó vẫn có thể online, lên online 10 câu hỏi chỉ tốn chừng 10 phút mà thôi và nó liên quan đến cuộc sống của chúng ta trực tiếp ạ. Dạ vâng. Và cho những quý vị mà không nói tiếng Anh rành thì có thể lên website tức là 2020census.gov và sẽ kiếm những cái trung tâm để giúp quý vị điền bằng tiếng Việt và những cái tiếng ngoại quốc mà thường xuyên có. Vâng, như vậy đồng. Thì xin mời quý vị có thể xem cái website dưới đây ha và để tìm theo những cái centers, những cái trung tâm mà nơi đó họ có nhân viên nói tiếng Việt để giúp đỡ quý vị. Rất mong quý vị sẽ tham gia vào cái vấn đề kiểm tra dân số 2020 lần này. Bye.